giờ thực hiện các hành vi chống khỏi khu cách ly, không tuân thủ quy định của cách ly, tuyệt đối chống tránh bị áp dụng. Mến chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ chỉ cho cả nhà chăm sóc một cây mai vàng trồng trong chậu mà nó thiếu chất trầm trọng, nên cái lá của nó bị vàng lá hết nha các bạn. Nếu mà các bạn trồng mai trong chậu mà các bạn gặp cái tình trạng này, các bạn không chăm sóc nó thì cây mai nó sẽ chết dần chết mòn luôn nha. Cái cây mai này nè các bạn nhìn thấy không? Lá nó đều vàng hết. Nếu mà cây mai các bạn trồng cái lá nó màu xanh tốt thì các bạn không cần chăm sóc đâu, nó xanh tốt như cây kiển nè. Còn bây giờ cái lá nó nè các bạn nhìn nó vàng mà nó muốn héo muốn rụng lá hết, cái nhánh thì nó sắp khô luôn rồi đó các bạn. Nếu mà các bạn không chăm sóc thì cái cây này nó sẽ chết. Và nếu mà nó sống thì Tết nó cũng không cho hoa, nên bây giờ mình chăm sóc nó. Và mình chăm sóc cái cây không cũng không được, mình phải chăm sóc cái gốc cây luôn nha các bạn. Vì các bạn thấy là cái gốc cây hoa mai này á, mà mình vẫn bón phân, mình vẫn tưới nước, nhưng mà cái lá nó vẫn héo thì là cái gốc nó cũng có vấn đề rồi. Nên mình phải chăm sóc vừa gốc vừa lá cây mai luôn. Bây giờ là các bạn phải chăm sóc liền, nếu không thì cây mai các bạn tới Tết nó sẽ không cho hoa đẹp và nó sẽ còi cọc và nó chết dần. Nên bây giờ đầu tiên là các bạn phải lặt hết các lá mai. Tình hình bây giờ là đi lại khó khăn, muốn mua sắm cái gì cũng khó khăn, nên ở nhà tranh thủ chăm sóc những cây hoa kiển cho tốt. Còn cây mai này bây giờ nó cũng lây bệnh luôn rồi các bạn ơi. Nó cũng ủ rũ như cái chủ nhân của nó bây giờ bị đóng cửa, không cho đi đâu, không cho làm gì, nên mình phải ở nhà chăm sóc mai đi. Cũng may là cái chỉ thị này nó không có cấm mình chăm sóc cây hoa kiển nha các bạn. Và nó không có cấm mình ra vườn trồng hoa, trồng rau thêm nha các bạn. Tình hình như vậy nên các bạn cố gắng ở nhà trồng thêm rau nhiều thêm và chăm sóc những cây hoa kiển cho nó tốt thiệt tốt nha các bạn. Cái cây mai này nè mình trồng á các bạn, mình cũng ít khi bón phân lắm, nhưng mà tới Tết thì cây mai của mình lúc nào nó cũng bung nở đẹp lắm. Tại vì mình canh theo lá mà mình nhìn nó để mình chăm sóc nó cho Tết nó ra đúng đẹp luôn á các bạn. Giờ này mà lặt lá mai ai cũng tưởng mình lặt mai đón Tết không chứ, mà không phải, là do chăm sóc cây mai cho nó đúng dịp Tết nha các bạn. Những cái nhánh cây mai nè các bạn thấy không, nó muốn khô cằn luôn rồi, bởi vì cái lá không có tươi mà nó rủ rủ rồi, nó héo luôn, nó khô từ từ nữa các bạn. Nên mình chịu khó là lặt hết trơn nguyên cây mai luôn, không chừa cái lá lại. Các bạn nhìn thấy không, những cái nhánh này nhìn là y như là những cái nhánh cây khô vậy đó. Cái chậu mai này là ở dưới đất mà nó còn thua cái chậu mai á, ở trên sân thượng nó xanh tốt nữa, nên mình phải chăm sóc cái chậu dưới đất nè. Sẵn các bạn cắt tỉa cái dáng mai mình lại cho đẹp cho các bạn. Cắt tỉa hết cây mai này nó rất là đẹp luôn, theo cái tàn tròn á. Mình trồng cái này tại vì cái này ở sân nên mình tạo cái dáng nó nhỏ gọn thôi các bạn. Đó, mình lặt từ trên xuống dưới hết cho các bạn, đóng lá luôn, đóng lá mài luôn các bạn.
lặt xong rồi đó các bạn. Nhìn cây mai nó trụi lũi luôn, trơ luôn, còn cành không à. Khi các bạn cắt những nhánh mai và lặt hết lá mai xong thì các bạn sẽ xử lý cái bộ rễ của cây mai, thì các bạn đào đào cái lớp đất mặt của cái mai lên nha các bạn, đào các bạn bỏ đi cũng được đó. Đào cho cái bộ rễ thông thoáng ra một chút đó các bạn, đào bỏ cái lớp đất đó luôn đi để cho cái rễ mai nó thở một chút đó. Đào vừa vừa thôi, cũng không cần sâu lắm, một lớp thôi, vài phân xuống thôi, và bư cái rễ nó ra cho nó thông một chút. Các bạn chỉ cần làm như thế và không bón phân nha các bạn. Bón phân các bạn chỉ tưới nước cho cây thôi, rồi qua một tuần sau á các bạn hãy tính. Đây cây hoa giấy của các bạn sau khi là cắt tỉa những cái nhánh cây thì được một tuần rồi các bạn, thì cái những cái đọt non của cây mai á, nó ra rất là đẹp rồi nè các bạn. Các bạn thấy không, nó ra đọt đều hết trơn nè, nhìn những cái lá mai nè nó tốt hơn rồi nè. Và trong khi một tuần này thì các bạn chỉ tưới nước một ngày, các bạn chỉ tưới nước một lần thôi, và đặc biệt là đừng bón phân nha các bạn. Nhiều người không biết chăm sóc mai lúc mà mới đem về cái bón thêm phân nên cây mai nó dễ bị tức cái rễ, nó dễ bị chết đó các bạn, chết nhát luôn á. Khi mà các bạn đào thông thoáng, cắt tỉa cây mai xong trong vòng một tuần lễ rồi đó, thì các bạn được bón phân, nhưng mà tình hình thì mình không cần bón phân luôn các bạn. Mình chỉ cần dùng những cái lá rau và những cái rau củ quả để mình bón vô cái gốc cây của mình nha. Thì các bạn biết nếu mà cây mà các bạn muốn cho hoa tốt á, thì mình sẽ dùng cái lá của những cái cây hoa mà mình mua cây hoa để cắm bình bông á các bạn. Tại vì người ta đã xịt thuốc hoa vô chổng hay gì á, là mình để dưới gốc cây, thì mình tận dụng những cái lá mà vứt đi á, mình bón vô gốc cây, hoặc là lá rau muống á các bạn, thì cái cây của mình nó xanh mướt dữ lắm luôn. Đây nè các bạn, bữa nay mình bón thêm lá rau muống, lá rau lặt vặt gì đó mình bón vô gốc á, nhìn cái lá nó mướt rượt luôn nè các bạn, nhìn cái cây bữa nay nó tốt lắm nè. Ra cái tược non nè các bạn, hôm nay mình sẽ bón thêm đậu phộng. Các bạn biết sao mình bón thêm đậu phộng không? Thường các gốc cây mình hay tận dụng cái vỏ đậu phộng mình bón vô á, cho nó có chất béo á. Chất béo cây nó mập, mập giống như mình thích ăn béo thì cái cây nó cũng béo theo mình, nên mình để cái vỏ đậu phộng vô cái cây hoa kiển nào nó cũng tốt dữ lắm luôn các bạn. Hoặc các bạn thêm cái xơ dừa, cái xơ dừa rất là tốt luôn, nó cũng có chất béo trong đó đó các bạn. Không cần bón phân, mình chỉ cần bón những rau củ quả thì cái cây nào nó cũng tốt hết đó các bạn. Những cái gốc kiển nè của mình bón như vậy nè, thành ra cây lúc nào nó cũng tươi tốt hết á. Rồi mình xin cảm ơn cả nhà đã xem cách mình chăm sóc cây hoa mai của mình nó bị vàng lá nha các bạn. Hơn một tuần cây mai nó đã tươi tốt trở lại rồi nè các bạn. Rồi mình xin chúc cả nhà được an lành hạnh phúc.